Ba Hoàng phá tường, chúa tể tăng máu, thiên hạ đệ nhất phá lồng bàn, đại kiện tướng kỹ năng chủ động. Thế ông im mẹ á mồm đi. Anh bảy nhà tôi mà không bị giảm sức mạnh á thì có cái con Sen này lên được ấy nhá. Dù sao đi chăng nữa thì giai đoạn của mùa giải vừa rồi, Sen cũng đã bắt đầu trả được thù khi Chrono bây giờ chỉ còn là kỹ năng phòng thủ. Chết mẹ mày đi, cả 5-3 mày bị đi không được chơi rồi, cay vờ lơ. 3. DB, 11 tháng 6. Đi tham quan thì người ta gọi là du khách, bị ăn đấm thì người ta gọi là du yên. Còn kỹ năng mạnh cỡ này thì chỉ có thể là Dume DB mạnh dư vậy. Cuối cùng, sau một năm Covid, làm mọi thứ đóng cửa kể cả phim mọi, Free Fire cũng đã cho ra mắt một nhân vật da đen có kỹ năng không liên quan tới tanh bo hay là sửa giáp. Cái gì? Không phải da đen thì chịu đòn tốt hơn à? DB ra mắt với ngoại hình của một rapper, kỹ năng của một dancer và độ dính đầu của Unreal, vì chỉ có chúa mới biết thang màu của bọn cảnh sát Mỹ hoạt động như thế nào. Với kỹ năng tăng thêm độ chính xác và tốc độ di chuyển khi bắn, những người có